mình sẽ cho hai con chim con nó tắm, và mình tập tắm luôn cho cái con chim truyền bánh tẻ mới về. Ngày hôm qua, để chiều qua nay mình sẽ cho nó tắm luôn. Mấy con hai con chim nuôi từ non nó lên. Chim nó còn sợ thì chúng ta sẽ che bớt cái áo lồng ở phần lồng tắm để cho nó tự tin nó xuống nó tắm. Bạn lên xuống tắm luôn. Đó, tắm luôn. Tiên tắm luôn, lần đầu tiên được tắm. Con truyền này là mình mới mua ngày hôm qua. Hai con chim non.